Trước Tết canh tí vài ngày, nhiều người không rút được tiền ở trụ ATM, chuyển khoản online cũng khó khăn hơn thường ngày và hay xuất hiện lỗi. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này, nhưng hiện nay các ngân hàng vẫn chưa có những giải pháp khắc phục triệt để. Cận Tết là dịp cao điểm khi nhu cầu mua sắm và thanh toán tăng vọt, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, dẫn đến chuyển khoản qua hệ thống Internet Banking của một số nhà băng cũng chậm chạp và gặp nhiều vấn đề. Để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của người dân, Ngân hàng Nhà nước cũng đã yêu cầu ngân hàng thương mại xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, giám sát chặt chẽ hoạt động của hệ thống ATM, đảm bảo mạng lưới ATM hoạt động an toàn và thông suốt. Đặc biệt ngân hàng cần có biện pháp phù hợp nhằm giảm tải cho ATM tại địa bàn thường xảy ra hiện tượng quá tải. Nếu các ATM ngừng hoạt động quá 24 giờ mà không báo cáo với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và thông báo rộng rãi cho khách hàng và ngân hàng cũng sẽ bị phạt. Tuy nhiên khả năng xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn cục bộ và sở cao điểm vẫn có thể xảy ra, đặc biệt là với ngân hàng không đầu tư nâng cấp hệ thống ATM. Theo ngân hàng nhà nước, mặc dù đã có những giải pháp cung cấp đủ tiền cho các chủ ATM để giảm tải, cần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt như internet banking, mobile banking và quét mã QR.